Nào, Sixen sẽ chạm mặt UDC, đó là Hùng Vô Địch. Bắt đầu xảy ra rồi, Hùng Vô Địch bắt được hai mạng và đó là hai mạng dành cho vị trí cánh trắng. Hùng Vô Địch của Unicorn Cyber Esports, đội hình của bên phía team Unicorn Cyber Esports 6789 cũng đang bắn vào Minotaur. Sinasai đã gục và Something Else vừa bắt được anh chàng Hùng Vô Địch rồi. Mất tới hai người đến từ đội hình bên phía team UDC. Một mình Hùng Vô Địch là chưa đủ trong round thi đấu vừa rồi để giúp đội hình bên phía team UDC có thêm những điểm kill. Vẫn đang giao tranh ở đây và đây là đội hình bên phía team UDC. Đang có cả Sixen cũng bắn vào UDC nữa. Olowemi đang có những tình huống trả đồ và đó là một quả lửa. Olowemi nào, phục đến từ Olowemi rồi và đây sẽ là mạng dành cho anh chàng Hữu Đạt. Tuy nhiên Unicorn Cyber Esports dừng chân ở top thứ 16 khi mà đội hình bên phía team Minotaur bắn tốt tơn. Văn Trung cùng với Quy Tì, ba mạng hạ gục cho bộ đôi này của đội hình bên phía team Minotaur. Rất cố gắng Hùng Vô Địch nhưng tình huống đó thì đối thủ quá đông và hung hãn. Hùng chỉ kịp double knock out thôi, không có thời gian để confirm bất cứ ai cả. Hai điểm kill và đó tất cả những gì UNC có. Và như vậy thì cái khoảng cách từ UNC đến với Roy hay Dương Tiền Bảo có lẽ sẽ tiếp tục nới rộng rồi. Trong khi đó TE tưởng như họ đã lên được đảo và sẽ có một khoảng gian thoải mái hơn thì Glory lại bị bắt lại. Nên nhớ rằng Glory là gần như là nguồn hỏa lực chính của TE nha. Nếu như không cứu được Glory lên thì sẽ là một tổn thất rất lớn. Còn quay trở lại đây thì Reluctant Squad cũng là Mercenary có vẻ như là một phát một con rồi. Rất nhiều người của Mercenary bị bắt bớ lại nhưng Reluctant Squad cũng chẳng khác ra bao khi Hoàng đã chính thức ra đi. Chỉ có bộ bao Jun bin nẹ như là Enat thôi, nhưng chừng đó là đủ để dọn dẹp một Mercenary đang quá yếu đuối. Trong một góc khác thì đồng chí vừa bắt bớ được một người và đó lại chính là công thần của Cerberus, đó là cái tên Himat. Một game đấu mà với vòng bó khó thì đang liên tục rất nhiều tuyển thủ phải nằm lại, kể cả những tuyển thủ các top team. Ở đây thì lại công cụ độ và đó là Hải Saki. Một vị trí khá mạo hiểm khi xung quanh Hải không có ai, nhưng đó luôn là lối chơi của anh ấy rồi. Một lối chơi độc lập để cố gắng lấy thông tin cho đội nhưng khó. Lọt vòng xuống SD và với đẳng cấp pro như này thì không lý gì bắn trượt SD cả. Hải Saki nằm xuống và đó là player thứ hai trong màu áo Cerberus nằm lại trong game thiếu này. Trước đó là cái tên Himat. Còn đây thì H2 vào cái việc đồng chí rồi. Gwyn gặp nguy hiểm, Ziken đuổi sát phía sau liên tục giãn hết. Tuy nhiên thì Gwyn cũng đã kịp thời trả ra thêm những smoke thể ẩn đắp được trong những khung thùng các tông của mình. Và để xem rằng như vậy có là đuổi không đây. Thoát được rồi, tạm thời thoát khỏi tầm ngắm, tầm với của đối thủ. Nhưng đích đến của Gwyn sẽ là đầu. Có phải như sẽ cố gắng hội quân lại đồng đội của mình thôi. Một game đấu khó rồi đồng chí, mặc dù họ đáp vào cuộc đảo sức đầu tiên nhưng bây giờ thì liên tiếp bị khỏi thăm ở rất nhiều đội tuyển khác. Và góc máy này là đội hình bên phía team Sixen đang giao tranh với đội hình bên phía team TE. Đã mất hai người đến từ đội hình bên phía team TE rồi. Liệu rằng Sixen có sắt đào được đội hình bên phía team TE không? Nếu mà sắt đào được đội hình bên phía team TE thì đây sẽ là những cái tín hiệu tốt dành cho đội hình bên phía team Cerberus. Đức Hiếu đã bị confirm với hàng 2U. Và bây giờ chỉ còn lại Glory cùng với đó là Tam Thất thôi. Có cho mình một góc đứng của High Ground. Tuy nhiên đối phương chắc chắn sẽ muốn đẩy lên để bắt đi hai người còn sống cuối đến từ đội hình bên phía team TE. Mới chỉ là một điểm kill dành cho đội hình bên phía team TE mà thôi. Cerberus thì cũng là một và cũng đã mất tới hai người. Và bây giờ thì Reactant Squad Jun bắt được Văn Trùng. Minotaur dừng chân ở top thứ 14. Mới chỉ là phase thứ hai thôi mà đã có đến 3 team. Cộng với đó là một cơ số player lẻ phải nằm lại. Tam Thất thì đang cố bắn vào đội hình bên phía team Sixen. Nên nhớ là đội hình bên phía team Sixen cũng chỉ còn lại đó là ba người thôi nha. Khi mà vị trí của anh chàng Something Else Sixen vừa bị anh chàng bắt được và đây đuổi bắt đi anh chàng Tam Thất rồi và chỉ còn lại Glory thôi. Ngay lập tức bị confirm đến từ Tam Thất. Glory có một thật đấy, thì đối phương là quá đông và đó là một cái top 13 dành cho đội hình bên phía team TE. Sixen đã có cho mình 5 điểm kill tại map theo Irangel này rồi và chỉ mất một người thôi, một cái giá mà cá nhân mình nghĩ là có thể chấp nhận được. Đang nhằm nhè nhau giữa cái đội tuyển này và Joseph đã bị bắn điếu rồi. Một tình huống bắn tốt đến từ đội hình bên phía team Sixen và đang can binh trả nết đến từ anh chàng Siêu Phi. Liệu rằng đây có phải quả nết chính xác không? Không phải là một quả nết chính xác và vẫn chưa thể bắt được ai cả. Bây giờ thì đẩy ra đến từ Nuê, Joseph đã gục rồi, mất một người đến từ đội hình của bên phía team Pleiku. Tuy nhiên ngay lập tức quay sâu easy bắt được Nuê, confirm vị trí anh chàng sâu xét. Và mất một đến từ đội hình bên phía team Pleiku và giờ là hai rồi, bắn tiếp đến từ vị trí của anh chàng đó là quay sâu easy. Nuê đã gục và Siêu Phi cũng là điều tương tự. Một pha trao đổi đánh ra đôi bên cùng thiệt thôi chứ không hề có lợi một chút cho cả. Thậm chí Pleiku đã bị quét sạch khi mà có sự can thiệp của Reluctant Squad. Rồi ập đến dặn dẹp bãi chiến trường mang tên Sixen và thôi một mình 2U này thì đi rồi. Như đã đề cập, một pha giao tranh giữa Sixen và Pleiku mà chẳng ai là người thắng cả khi cả hai đều đã nằm lại vị trí top 12 và top 11 với một số lượng điểm cực kỳ khiêm tốn. Những kẻ đến sau là Roy, là Reluctant Squad lại là những người hưởng lợi nhất trong pha giao tranh vừa rồi. Roy thì có lẽ cũng đã hài lòng rồi, họ đã clear được Sixen trước đó và có cho mình được một cái cánh
tách biệt so với phần còn lại khi mà tất cả đều đang sâu xé nhau ở trung tâm vòng bo, thì ở cái viền bo này có lẽ là bị trị đẹp. Trong khi đó Cebrus Solozin thể hiện cái đẳng cấp xử lý độc lập của mình, một mình chống lại các thành viên Dương Tiểu Bảo, và lần lượt những giai ca cũng gia thịnh đều nằm lại trọng số một mình trên solo G. Có vẻ như một pha di chuyển hớ hênh của bộ đội bên phía Dương Tiểu Bảo để có thể solo G khai thác cách dễ dàng đến như vậy, cực kỳ nhanh, hai player gần như đi cùng một nhịp luôn. Và góc máy này đó là Quẩy Sama đối đầu với anh chàng Tây Duy của đội hình bên phía team đồng chí Sport. Đi rồi, pha này thì không đánh giá pha đối đầu mà là một tình huống nữa, như thế này khó dành cho vị trí anh chàng Tây Duy rồi. Nhưng Tây Duy sẽ được ngắm trước, tuy nhiên Tây Duy lại là người để thua. Và chắc chắn đây sẽ là mạng hạ gục dành cho đội hình bên phía team Giáp Siếc rồi. Di Huy có lẽ cũng sẽ đi thôi. Ui. Không chạy đi đâu được cả khi trước mặt là đủ cả bốn người chơi của H2. Vòng bo mây cũng đã có rồi, một vòng bo chia cắt bằng một con đường. Và đâu đó thì chúng ta thấy rằng có một cái sắp cái bay và khoảng ba cái bể nước làm vị trí ẩn nấp thôi. Còn lại thì rất khan hiếm những cái vị trí backup. Vòng bo thực sự sâu dành cho đa phần các team. Tầm này thì đẹp nhất chắc chắn là Buffalo rồi. Họ dựa được vào một cái sắp bay và có cả một cái bờ tường nho nhỏ để có thể ẩn nấp. Còn lại thì các team khác đều đang chỉ dựng những con xe mình lên thành những vật backup thôi. Ở đây thì H2 của anh húc vào góc đứng của Giáp Siếc được hay không đây? Một cái đắp hầm chú bom. 3, chính xác là 4 đánh 2. Rất khó, Giáp Siếc không có thời gian cứu nhau lên. Họ sẽ phải bắt nhau tới bến rồi. Ở đây sẽ là những góc trả đồ đến từ đội hình bên phía team H2. Trước đó Daziel đã bắt đi được vị trí anh chàng SD rồi, nhưng Thành Tần xuất hiện và Daziel đã gục và chỉ còn lại đó là hai người rồi. Và bây giờ vị trí anh chàng Long X thì cũng đã bị hạ gục rồi, và chỉ còn lại Vinh Siêu. Và đó là cái top 9 dành cho đội hình bên phía team Giáp Siếc. H2 clear đi hoàn toàn đội hình bên phía team Giáp Siếc chỉ trong một nhịp công lên của mình. Bỏ một người là SD để đổi lấy 3. Vẫn cứ là lãi thôi, một đổi 3 nhảy đổi bao nhiêu lần tôi nghĩ rằng là vẫn đổi. Ở trong một diễn biến khác thì Dương Tiểu Bảo cũng không bất ngờ lắm khi mà cái tên cuối cùng là Smell cũng bị khai thác tốt bởi G1 của Buffalo. Và đó là top 8 dành cho Dương Tiểu Bảo. Sinh tồn được bao nhiêu phút nữa đến từ vị trí Inat đây. Vâng, bốn con quỷ điện đang lao từ trên đồi xuống, quyết định chơi lớn. Húc phá bò được hay không đây? Vâng, người đi đầu là không minh bao đã không vượt qua được rồi. Một tình huống bắn tốt của Đạt Blue cùng khẩu AUG và lập tức là con phấm ngay Đạt Blue với khẩu mini 14 của mình. Một pha mà phải liều thôi, đến từ for devil thần đồ nhưng vẻ như là không thành công rồi. Quốc Khánh bị bướng lại bên tái con. Pha đổ đèo với một cái giá là quá đắt. Cả hai người đi tiên phong đều nằm lại cả hai, thì hai player còn lại có lẽ là hy sinh lại ở ngoài bò thôi. Tài con thì vẫn đang liên tục hỏi thăm Buffalo, đối thủ cạnh tranh lớn nhất với họ trong trận đấu này. Còn đây thì Heaven 47, mặc dù vẫn đang ngoài bò nhưng việc là Blue Zone chưa còn, họ vẫn đang cố gắng bắn phá những tình trạng bó trước để có quãng gian đi bò thoải mái hơn. Đã bắt được đó là cái tên Sabao rồi, người đang đứng lẻ bên phía team Roy, nhưng mà Tài con thì lại bớ lại chàng DVE. Và có firm được không đây? Tài con game đấu này đã có đến 3 kill và đây có thể sẽ là kill thứ tư nha. Và đó là kill của Tài con thôi, không một ai của một đội tuyển nào khác có thể sờ được vào anh chàng DVE cả. Thêm một điểm kill dành cho đội hình bên phía team Roy, và thậm chí Sapao cũng được người đồng đội của mình dựng lên. Vẫn còn đầy đủ cả 4 thành viên đến từ đội hình bên phía team Roy, và đã có tới 5 kill dành cho Tài và những người đồng đội của mình rồi. Dành cho Buffalo trước khi đến với cả cuộc giao tranh cực gắt cuối game với cả những cái tên như là H47 hay là thành viên của bên phía Roy. Ở đây solo G không thể xem thường solo G được, mặc dù vị trí này là vị trí phải chết rồi nhưng ta vẫn đang gây sức ép cho có thể là trong bo. Đức Mỹ đã bị bới trận đấu với Thanh Tân, solo G thì vẫn đang cố gắng chống trả. Bò đang cò vào đây, lúc H2 có lẽ không nên lo lắng cái tên solo G nữa mà nên lo chính mình với việc đi bò. Đã là phây thứ 6, bò đốt cực kỳ đau. Còn đây thì cái tên clip 01, một góc mà như em Dũng chia sẻ trước đó rồi, vào thì dễ nhưng mà ra không đổi, thậm chí có quả lựu đạn thôi rồi thì thôi đi rồi, đi rồi. Chắc chắn là đi đến từ clip 01 thôi, quan trọng mạng cho ai. Và cái mạng này, vâng, cái mạng này chưa dành cho ai cả, thì trước đó solo G đã phải nằm xuống và đó là top 7 dành cho Cebrus game thiếu này, nhưng có lẽ họ cũng đã hài lòng khi một lần nữa thu hoạch một cái VTE. Còn clip 01 đây vẫn thoát chết quả lựu đạn vô dụng trước đó với lượng máu cũng khiêm tốn. Còn đây thì BFE Chí Duy nằm lại một đếp của Kito rồi, Ziken bắt đầu Ryan và từ một vị trí đẹp các thành viên Buffalo bị công vào bởi H2, họ đang lên tụi gặp khó khăn dụng người như xuống đến các thành viên Buffalo rồi, và đó là dồn cho bên dành cho Buffalo không thủ được một vị trí đẹp nhưng không tận dụng đến từ Buffalo. Họ đã bị H2 sơi tài trong một nhịp công duy nhất. 10 kill H2 rồi, một game đấu mà Thanh Tân đang cực kỳ bay cùng với Ziken những đội của mình. Rồi thì cũng bắt đầu di chuyển đi, Sơ Tì đang bị bắn đau quá và đó là T-Tot của đội hình bên phía team H47 bắt đi được Sơ Tì. Vị trí của anh chàng Tài con thì bắt đi được Enus rồi, một cái top 4 dành cho vị trí của đội hình bên phía team Reaction Squad. Yên đã mất một đến từ đội hình bên phía team Roy sau tình huống di chuyển vừa rồi, và đây Tài con đã cố bắn vào người anh chàng Ziken. Một quả nết, và liệu rằng Ziken anh chàng nó có sống được hay không đây? Vẫn có thể sống được đến từ Ziken và thậm chí hồi phục kịp. Và bây giờ Tài con đang bị bắn trả đạm lại, chỉ còn lại 27 HP đến từ Tài thôi. Đây là những góc bắn đẹp dành cho đội hình của bên phía team H2, và đó là Sapao phải lên bảng rồi. Góc đứng này sẽ là góc đứng mà không ai có thể hỗ trợ được Sapao cả, sẽ là một điểm kill nữa dành cho đội hình bên phía team H2 đang bắn quá bay đến từ Kito và những người đồng đội của mình.
cùng lựa chọn là di chuyển một cách chủ động, thì nhưng rõ ràng cái góc của bên phía team H47 lại đẹp hơn khi mà họ một mình ở bên phía cánh phải. Khi họ đi thì chẳng ai nhắm tới họ được cả, nhưng ngược lại với Roy vừa di chuyển thôi thì bị cả H47, bị cả H2 bắn vào. Và pha này thì khó cho Roy rồi. Người hưởng lợi nhất sau pha thi đấu vừa rồi chắc chắn là Heaven 47. Lòng cao, những đồng đội của mình đang cực kỳ thoải mái, tọa sơn quan hổ đấu. H2 và Roy tập này không rút nhau ra được, họ phải bắn nhau tới cùng, liên tục trao đổi nết. Bắn mắt rất nhiều và quả nết này chính giữa người của Kito. Oh wow, Z là người có quả nết đó. Và giờ thì chỉ còn một mình GK đang thoi thóp thôi. Một quả nếp quá đẹp đến từ Z và bắt đầu đẩy vào đến từ bộ đôi đó Z và Tài Con rồi. Dây Ken nhiều khả năng sẽ phải gục nguyên. Đây là một mạng dành cho vị trí của Dây Ken. Và cơ hội là 1v1 với vị trí Tài Con, nhưng đó là Long Ca bắt được Tài Con rồi. Một cái top 3 dành cho đội hình của bên phía team, đó là Roy. Và có lẽ cũng sẽ là cái top 1 dành cho Heaven 47 luôn khi giờ đã là một tình huống 4v2. Kể cả có thể cứu lên được đến từ Z-Ken và Kito thì cội thắng họ vẫn chưa quá cao, khi mà thậm chí là Z-Ken bây giờ thì giáp mũ đều đỏ chót rồi. Khẩu Groza cũng chỉ bắn trúng một hit thôi, như vậy là không đủ. Z-Ken làm gì tiếp theo đây? Còn đúng một quả smoke, không còn nết, không còn flash thì không thoát đi đâu được đến từ Z-Ken cả. Vấn đề bây giờ chỉ thời gian thôi. Trước khi H17 họ ép vào gần và họ sơi tái một đôi cuộc sống H2. Cố gắng trả smoke để có thể lấy thêm phạm vi di chuyển đến từ anh chàng Z-Ken. Đội hình bên phía team H2 hiểu nếu đứng nguyên một góc đó thì đồ sẽ được dã vào là rất nhiều. Đây, những quả nết bắt đầu được ném ra đến từ đội hình của bên phía team. Đó là Heaven 47 rồi. Long Ca vừa bắt thì anh chàng Kito. Và nhiều khả năng đây sẽ là một cái top 1 thôi. 99% rồi. Z-Ken đang cố gắng xoay sở nhưng không được. Đó là đội hình của bên phía team Heaven 47 có cho mình một cái top 1 với 6 kill tại map thi đấu IRL đầu tiên của ngày hôm nay.